Đây hôm nay 10 Hùng Auto nó sẽ gắn một bộ cam 360 dành cho Mẹt E200 đời 2020. Đây là bộ sản phẩm camera 360 độ dành riêng cho xe Mẹt. Camera thì bao gồm có camera sau, còn con camera này là camera trước, còn camera hai bên kiểng chéo hậu trái phải. Đây là hiện trạng cái kiểng chéo hậu của xe nguyên bản. Ban đầu thì nó không có con mặt camera, và lúc mình lắp đặt lên thì nó là sẽ có cái camera 360 độ. Thì mình sẽ thay luôn miếng này, thay thế vào đây là có cái camera tay, nó nằm vị trí này, bên trái và bên phải nó sẽ là giống nhau. Đây này, camera zin của mình thì trang mình dễ này, thì là chỉ có cái camera lùi thôi và cảm biến xung quanh xe, chứ nó không có camera trước và trái phải. Đây là vị trí lắp đặt của camera phía trước, rất là đẹp. Zin thì các bạn kỹ thuật viên đã thay thế bằng một cái ống kính zin có lỗ camera gắn sẵn. Còn đây là vị trí lắp đặt cho camera phía sau, ngay vị trí cái đèn biển số. Thì đây là sản phẩm đã sau khi các kỹ thuật viên đã hoàn thiện. Đây mình muốn mở cam lên, mình bấm một cái nút view nó sẽ lên cam này, view này. Rồi mình muốn xem góc nào thì là mình cứ xoay. Rồi mình muốn trở về mình bấm nút trở về này. Lên cam này, cái này là góc rồng của cam phía trước. Cái này là góc bình thường của cam phía trước này. Còn đây góc rồng của cam phía sau nè, đây là góc bình thường của cam phía sau nè, đây là hai góc, hai cam hai bên hông á, còn đây là góc này là góc rồng giữa hai xe của mình nè. Đó, còn mình muốn chuyển của về chế độ cam 360 độ mà dạng 3D á, thì mình sẽ chọn 3D này, và rồi mình xoáy cái núm zin của xe luôn, là mình có thể chọn được cái xem được góc xung quanh xe của mình. Camera 360 độ này có chức năng ghi hình nha các bạn. Đây, và đây mình có thể xem lại trực tiếp trên màn hình này luôn nha. Đây là những cái video mình lúc nãy mình lắp đặt. Nó quay được 4 góc luôn nha. Rẻ bên trái thì mình bật xi nhan bên trái, camera tự động nó lên phía bên trái. Còn mình muốn chuyển qua bên phải thì mình xi nhan bên phải, camera nó sẽ chuyển hướng qua bên phải cho mình quan sát. Còn bình thường mình trả xi nhan thì nó sẽ trở về camera trước cùng đánh lại định hướng được cái đường của mình đi luôn. Đôi thì nó sẽ là camera phía sau và camera toàn cảnh. Nó có thể đánh lại được tự nhiên. Xi nhan, lúc xi nhan này mình có thể chọn được hai chế độ, một chế độ là 2D và chế độ là 3D. Mình vào số D này, đấy, mình đang di chuyển xe này, gặp chướng ngại vật thì là camera nó sẽ tự động bật lên, nó để hiển thị radar trên này này, bạn thấy không? Đấy, cái cảm biến thể hiện zin luôn, đó camera cảm biến kêu á. Lúc mà không có chướng ngại vật thì camera nó sẽ tự động tắt đi, đó. Và đằng sau nó cũng như vậy, có chướng ngại vật nó đều thể hiện trên này ha. Đấy, mình đang để chế độ 3D thì lúc mà có chướng ngại vật vào nó sẽ thể hiện trên ấy 3D luôn.